Mọi người cảm xúc về biển không? Đây là biển buổi tối. Bà Lân hôm nay ăn chơi nhất, một bộ một cây trắng. Đẹp nhỉ, tuyệt vời. Sóng vỗ xem, này. Không phải Thịnh như thơ mà nhìn thế này là thấy mẹ khỏe là lại là rất vui. Đây biển đây. Biển một bên và em một bên này. Có em nào yêu thủy thủ không? À, cái gì thủy thủ à? Đây, lưu đâu? Chụp cho anh và ông bà này kiểu. Đây là nhiếp ảnh gia. Đây bà Lân này, bà Lân ăn chơi chưa? Đây nhá, thơ Thịnh nhá, thấy mẹ ăn chơi không? Đấy, xinh chưa? Người ta bảo là đứng trước biển và lại đang ngồi trước biển. Ông nó nối qua sang xuôi Hòn Dấu. Đây, nối lại Hòn Dấu. Đẹp lắm. Đây, đứng đây này. Đây, đây, anh chụp cho chị em. Cô đẹp quá. Đứng đây anh, đứng đây. Lại lại cái đứng đi vào đều đứng bên này. Đây đứng đây. Này gọi taxi chụp. Nào anh Lưu Huân chụp cho cả nhà. Này Huyền Huyền cảm ơn chị ở đây. Em hồi chiều chút. Em buổi tối nhưng mà vẫn đẹp lắm. Đang chiều. Để em quay cho cảm ơn chị đi chụp ảnh. Đi Huyền quay đi. Nào cả nhà ta chung vào đây nào, tạo dáng nào. 1 2 3 nào. Đây này em Hà. Ơi. Đấy, các anh các chị đi biển này đẹp lắm. Đi bây giờ biết làm xong nè, bây giờ biết làm xong đang đi ngắm biển này, ngắm biển buổi tối này để đi ăn hải sản nè. Đi tối. Xinh quá, chị Lý xinh quá. Không mà anh đứng một mình trước biển. Đây, qua đây thôi. Biển một bên, anh một bên. Được rồi. Của anh cô đơn giữa biển, xung quanh là 20 cô. Đây bà Lân ngồi đây. Đây, chụp ảnh cho bà Điều bà Lân ngồi cái thân rơi xuống biển nhá. Huyền kia, Hà kia chụp ảnh kia. Vâng. Đây nha. Vâng, đảo đấy là Hòn Dấu. Được rồi nha, tạm biệt mọi người nha. Tí nữa chúng tôi sẽ tiếp tục.